Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thủ trưởng một số sở ngành đơn vị trong tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại phiên họp là đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Công Thương trình. Hiện nay ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh đã hình thành khá rõ nét trong 6 lĩnh vực: cơ khí chế tạo, thiết bị điện, điện tử, dệt may, da giày, sản xuất và lắp ráp ô tô và sản phẩm công nghiệp công nghệ cao. Mặc dù sản lượng chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, nhưng đã cung cấp khá nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là căn cứ đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực tham gia đóng góp hoàn thiện đề án. Lưu ý Sở Công Thương cần nêu rõ những nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới, cho sát với tình hình thực tế của tỉnh, cập nhật vào đề án những quy hoạch các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện, trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ không gây ô nhiễm môi trường, tận dụng những tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Tập trung phát triển các khu cụm công nghiệp, công tác đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối với việc thực hiện xếp ngạch bậc lương cho cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở ngành liên quan kết hợp tham khảo Trung ương và các tỉnh bạn để hoàn thiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy trong tháng 3 năm nay, đảm bảo ban hành chế độ phụ cấp được chặt chẽ, đúng người, đúng việc. Về việc tổ chức lại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí giao Sở Tư pháp và Sở Nội vụ hoàn thành ký ban hành từ tháng 4 năm 2020. Từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền sổ số kiến thiết năm 2019 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ưu tiên kinh phí để thanh toán tiền phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ xây nhà cho người có công và hộ nghèo và các khoản nợ công trình xây dựng cơ bản của tỉnh.